bây giờ em đi hết đường, tìm đường ra Tôn Đản, không biết có kịp về Phú Ốc Vĩnh Khánh hay không đây anh chị. Rồi rồi, sao kẹt xe đông quá vậy? Ốc Ngọc đó, người ta sẽ bưng qua đường để ngồi ăn vỉa hè như thế này. Một cái hàng đá đơn giản thôi anh chị. Em thấy hang đá ở đây không có quá nhiều đèn ha. Không quá nhiều đèn. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Như vậy là chúng ta bước vào ngày thứ bảy cuối tuần. Bây giờ thì em đang ở khu vực quận 4, đây là con đường Tôn Thất Thuyết. Lúc này đang là 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2022. Bên phải cô bác anh chị đây là cái chợ Long Kiển, bến đò Long Kiển, hay là em còn gọi cái khu chợ kho. Đây là ngã ba con đường Tôn Đản với con đường Tôn Thất Thuyết thưa anh chị, Tôn Đản bên tay trái. Đối với Tôn Thất Thuyết này, cô bác anh chị sẽ đi thẳng về khu vực cầu Tân Thuận, cầu Hàng và ra đường Nguyễn Tất Thành, Trình Minh Thuế ngày xưa. Còn con đường Tôn Đản bên tay trái của em, chúng ta sẽ đi về chợ Cầu Cống, rồi Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân đó anh chị. Hay là chúng ta cũng có thể đi về khu vực đường Nguyễn Tất Thành, Trình Minh Thuế luôn. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối cuối tuần thật là bình an, nhiều niềm vui và có những giây phút hạnh phúc ấm áp bên gia đình. Bây giờ thì em mời cô bác anh chị cùng với em tối nay một công đôi việc, chúng ta cập nhật tình hình quận 4, không khí náo nhiệt, vui chơi cuối tuần, cũng như là ghé một chút vào xóm đảo xóm chiếu, cái mùa Noel, ngày Noel gần tới rồi anh chị. Hôm nay 17 rồi, chúng ta chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Rồi, mời cô bác anh chị quẹo tay trái với em nha. Chúng ta đi về con đường Tôn Đản. Con đường rất là náo, những con đường rất là náo nhiệt của khu vực quận 4. Ví dụ như là Tôn Đản, Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân đó anh chị, Vĩnh Khánh nè, cái phố Ốc đó. Rồi ngày hôm nay chúng ta còn thấy là Hoàng Diệu. Hoàng Diệu cũng rất là đông đúc nhộn nhịp với những quán cơm tấm, những quán sinh tố dọc theo cái tư xá Vịnh Hội. Vùng đất quận 4 được gọi là vùng đất dữ, từ ngày xưa cho tới hôm nay dường như nó chết cái tên, nó chết cái tên thưa cô bác anh chị. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống bà con ở đây cũng bình yên rất là nhiều rồi, không có còn anh chị giang hồ dữ dằn như ngày xưa nữa. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là người ta vẫn gọi là dân anh chị quận 4, nghe nói tới dân quận 4 thì đôi khi chúng ta cũng dè chừng. Hôm nay trời có gió thưa anh chị. Em sẽ đi hết con đường Tôn Đản này, sau đó chúng ta chạy về đường Sóng Chiếu đi, vào ở nhà thờ Sóng Chiếu một chút. Ở đây thì nổi tiếng với các cái món ốc. Ốc lề đường cũng có, mà ốc trong các quán lớn cũng có, nhộn nhịp lắm. Dê tươi ngon 303 Tôn Đản. Em nghĩ là ở khu vực quận 4 này mà cô bác anh chị cầm khoảng 200 tới 300 ngàn thôi thì em nghĩ là ăn uống no nê rất là nhiều món, không tính là ốc đâu anh chị, nhiều món khác giá tầm 30 tới 50 ngàn ta ăn là thấy là đầy đủ cho một buổi tối rồi.
phố xã Linh Đàn, thật ra quận 4 thì em chỉ thấy là nó nhỏ và cũng không có bao nhiêu con đường đâu, nhưng mà nó nhộn nhịp sầm uất lắm. Bên trái em là con đường Vĩnh Hội đó, chúng ta chạy ra đường Khánh Hội. Đây, quần áo Noel, Noel về, Noel về. Ốc này anh chị, ốc 284 này, vỉa hè đó. Ở đường Tôn Đản này thì ốc vỉa hè rất là nhiều. Quận 4 cũng rất là nổi tiếng với cái độ chằng chịt của các con hẻm. Đây có món chè, rồi nước sâm. Nên anh chị, người ta có bán quá trời đồ luôn. Rau câu rồi đó, một cái xe để trước nhà như thế này. Tha hồ bán luôn. Đi ngang là tấp vào, mua. Ốc rất là nhiều, ví dụ như bên tay trái của em có những cái quán ốc vỉa hè như thế này. Có một số quán ốc thì người ta chỉ bán mang về nha, không có ngồi lại, còn có một số quán ốc thì người ta có cái nhà như thế này. Khách khứa đậu phía trước rất là đông. Nhiều quán ốc lắm thưa anh chị. Sài Gòn về đêm bây giờ ăn chơi là phải nói là số 1 luôn. Các con đường, các khu phố bây giờ người ta đua nhau gọi là ẩm thực, phố ẩm thực. Sắp tới mở thêm nhiều cái phố ẩm thực nữa, Xôi 232, Tôn Đản. Bên trái em ở đây cũng là một quán ốc, ốc ngập. Ngọc đó, người ta sẽ bưng qua đường để ngồi ăn vỉa hè như thế này. Tôn Đản thì nói chung về cái mặt nhà cửa thì nó cũng không có quá là không quá là đẹp, không quá là đắt đỏ cái kiểu như là mình xây mới đó anh chị. Đa số là những cái nhà nó cũng lụp sụp, nhà cũ cũ thôi. Nhưng mà về cái việc kinh doanh buôn bán thì nó rất là nhộn nhịp. Ý em không phải là giá đâu anh chị nha, giá đất quận 4 ngày hôm nay thì nó cũng rất là đắt. Ý em là những cái nhà người ta xây những cái lô nhà giàu nữa. Quận 4 thì chỉ có bến Vân Đồn là em thấy những cái lô nhà giàu đắt đỏ. Còn phía trong này thì đa số là hẻm hóc chằng chịt, có điều là giá nó cũng rất là cao. Hẻm nhiều, đi nhiều quận nhưng mà em thấy là quận 4 là Gò Vấp hẻm rất nhiều. Rồi em sẽ đi ngang con đường ngã tư Đoàn Văn Bơ và Tôn Đản. Đoàn Văn Bơ tức là Đỗ Thành Nhân, bánh mì Lan Nghi đông quá trời anh chị. Viền chiền à,
đây là cái ngã ba con đường Vĩnh Khánh anh chị này. Vĩnh Khánh và Tôn Đản, Vĩnh Khánh là cái con đường ẩm thực phố ốc. Bên trái mà quẹo thì cô bác anh chị đi về đường Hoàng Diệu. Phố ốc bây giờ đông lắm, chút xíu nữa em sẽ mời cô bác anh chị chạy về phố ốc Vĩnh Khánh. Hôm nay thì một công đôi việc, em cập nhật nhiều con đường. Rồi ở đây thì em sẽ mời cô bác anh chị quẹo phải luôn đi nha, con đường Đoàn Văn Bơ, chợ Cầu Cống. Đây là con đường Đỗ Thành Nhân năm xưa. Quán ăn đồ rất là nhiều chứ bộ. Em sẽ tranh thủ chạy những cái con đường gọn gàng nhất có thể để không có mất quá nhiều thời gian mà đi vẫn chưa xong. Xôi gà thơm phức bốc khói cả lên. Ở đây thì em sẽ đi về con đường Xóm Chiếu, xong em sẽ chạy về chợ Xóm Chiếu để cô bác anh chị cập nhật một chút cái tình hình không khí Giáng sinh ở Xóm Chiếu như thế nào. Đường này thì nó nhỏ. Tối thứ bảy cuối tuần thì Sài Gòn bình thường sẽ đông đúc, nên là em đi một chút buổi tối như thế này để cô bác anh chị ngắm cảnh cập nhật. Đoạn dưới này thì nó vắng hơn so với cái đoạn trên từ con đường Hoàng Diệu á. Đường này thì bây giờ cấm quẹo vô từ Hoàng Diệu quẹo vô rồi. Từ Hoàng Diệu chúng ta cấm quẹo vô Đoàn Văn Bơ rồi. Đỗ Thành Nhân. Ở đây còn bán rau rồi buổi tối nè anh chị. Rau, quần áo, vú sữa. Hôm nay là tới mùa vú sữa thì anh chị, ở mình còn bán 30.000 một ký, tức là khoảng hơn một đô một xíu đó, khoảng gần một đô rưỡi đi. Đây con đường Xóm Chiếu, đi thẳng con đường Đoàn Văn Bơ này thì cô bác anh chị chạy về hướng của đường Trình Minh Thế, huyện Tất Thành ra cầu Hàng đó. Xe hơi vào đây luôn hả? Đây không thấy bạn cấm. Rồi mời cô bác anh chị vào phải đây. Em sẽ chạy về con hẻm 200, hay người ta còn gọi là chợ 200 Xóm Chiếu.
một chút không khí Giáng sinh đang về bên trái của em anh chị. Con hẻm đẹp, mời các bác anh chị quẹo vào một chút nha. Vừa đi cập nhật phố ốc ăn chơi, vừa cập nhật rồi đến cô bác anh chị Giáng sinh đang về một công đôi chuyện. Có vẻ cuối hẻm là cũng hết ngôi sao bằng tre. À, hết rồi. À, ở đây em quẹo ra anh chị nhé. Chủ yếu là đi ngắm đèn thôi. Đèn tới đâu thì chúng ta ngắm tới đó. Ấm áp mùa Giáng sinh. Rồi em quẹo trái vào con đường Sấm Chiếu. Chúng ta đi vào con hẻm 200 vào nhà thờ Sấm Chiếu đó anh chị. Con đường Sấm Chiếu thì chắc là được ngay cái vị trí của hẻm 200 nhà thờ Sấm Chiếu đó. Đông đúc nhộn nhịp, còn bình thường những cái con đường này thì cũng bình thường thôi, không có quá đông. Không có nhộn nhịp bằng Tôn Đản anh chị. Tí nữa chúng ta ra Vĩnh Khánh còn nhộn nhịp hơn nữa. Ở đây là số 196, chuẩn bị tới cái hẻm 200 Sấm Chiếu. Bây giờ nhiều dân Sài Gòn mình ăn ngoài cũng nhiều quá anh chị ha. Ăn ngoài nhiều quá cũng nguy hiểm. Thực phẩm ngày hôm nay thì nó vô bờ vô bến lắm, chúng ta không có biết được, cho nên là hạn chế đi ăn ngoài. Ở nhà mình nấu thì tất nhiên là nó không có ngon bằng rồi. Ở đây là con hẻm 200 Sấm Chiếu. Bây giờ em sẽ quẹo trước bên mé tay trái, mời anh chị vào nhà thờ Sấm Chiếu. Đây là con hẻm ăn uống. Ăn uống ở đây thì em thấy ít có nhậu, chủ yếu là người ta ăn. Quán ăn nhậu thì ra phố ốc Bình Khánh. Ở đây không thấy văn đèn. Đường vô nhà thờ Sấm Chiếu này anh chị không thấy văn đèn. Nhà thờ Sấm Chiếu đó có cái đèn ngôi sao lớn ở giữa. Đó, đường đi trước nhà thờ. Rồi em mời của mấy anh chị đi vào trong và chúng ta dạo một chút ở những con hẻm xung quanh nhà thờ Sấm Chiếu. Sấm Chiếu, Sấm Chiếu.
nước sông rong biển, nước đắng. Đây, giáo sư Xóm Chiếu thành lập năm 1856. Đây, bao quẹo bên mé tay phải. Trong này cũng có bán đồ ăn luôn á chị. Xung quanh nhà thờ Xóm Chiếu. Mời các anh chị đi cái con hẻm này trước nha. Đây con hẻm này. Một chút cái hình ảnh lung linh sắc màu. Hình như là cũng chỉ văn đèn thôi. Chứ có làm ăn đá mấy cái cạnh xung quanh. Nói về hang đá và mấy cái cảnh ở xung quanh thì chắc chỉ có Phạm Thế Hiện, Xóm Mới, rồi Xóm Đạo Tân Bình, ông Tạ. Những cái con hẻm có đèn cũng ít quá anh chị, nhấp nháy cho vui vậy không đó. Nó lung linh huyền ảo và sáng sủa nhiều bằng những cái Xóm Đạo khác. Ở đây có hẻm cụt rồi. Rồi mời các bác chị đi ra lại nhà thờ Xóm Chiếu. Ở đây thì năm nay dân cũng ít. Đối diện cũng có con hẻm đó anh chị. Đối diện có con hẻm đó cũng đẹp. Giáo họ không hiểu. Rồi, mời các bác anh chị đi vào đây. Có gió, xung quanh nhà thờ Xóm Chiếu có gió. Ở bên trong. Một cái hang đá đơn giản thôi anh chị. Em thấy hang đá ở đây không có quá nhiều đèn ha. Không có nhiều đèn. Thường thường những giáo sứ khác thì người ta làm cái hang đá khá là nhiều đèn. Hang đá ở nhà thờ Xóm Chiếu năm nay thì không có nhiều đèn. Rồi em quẹo ra. Đây, mời các bạn chị đi về cái con đường này. Trông cũng rất là đẹp. Bê tông hết rồi. Đây là ra đường Tôn Thất Thuyết của bạn anh chị. Đó, đi thẳng thì chúng ta ra đường Tôn Thất Thuyết. Em sẽ đi một vài cái con hẻm ở đây. Rồi dàn đèn sáng sủa ghê. Người ta mới làm đường anh chị, mới làm đường nha. Ta làm thì thường người ta sẽ làm một cái mé trước. Ví dụ như ở đây là làm mé bên phải trước. Đó, xong rồi bắt đầu làm mé bên trái. Cho nên là bên phải thì mình chạy được, bên trái thì đang ướt này. Đó, ra đường Tôn Thất Thuyết rồi, chắc em quẹo lại đây. Làm đường đón Noel rồi ăn Tết luôn. Đường xá sạch sẽ.
mấy con hẻm sáng lắm anh chị, em chạy vô mấy con hẻm một chút, vài con hẻm ở đây người ta đã dán đèn đẹp rồi. Đây. Có cái hàng đá do người dân làm, lung linh. Một chút xíu ánh đèn lung linh của mùa Giáng sinh gửi đến cô bác anh chị. Wow, ở đây nhiều nhà người ta làm rất là đẹp luôn anh chị này. Một trời sao. Oh, hẻm trong này đẹp quá. Hết rồi, ở đây hết đường rồi. Một cái ngã ba mà mình không biết phải đi đâu. Thôi chắc em vào ra, ngã ba này rất là nhỏ và rất là tối. Đường sau vách tường này không biết là khu nào. Thôi mời, rác nhiều quá anh chị, trước nhà rác không á. Mời các bạn anh chị chúng ta đi ra lại nhà thờ Sấm Chiếu. Nãy giờ đi con đường này là đẹp nhất anh chị, con hẻm này nè của Sấm Chiếu, đèn hóng là đèn lung linh rực rỡ mỗi năm một lần. Đây là giáo hội Du Xe. Rồi em quẹo vào lại nhà thờ Sấm Chiếu và chạy qua bên những con hẻm bên kia nữa. Nói chung Sấm Chiếu thì em thấy cũng không có năm nào mà làm quá là lớn mà. Cũng bình thường. Đây còn những con hẻm phía bên này. Đây là khu vực Đại Đức Mẹ. Xung quanh Sấm Chiếu. Quá đèn quá trời luôn. Đây. Năm một lần đẹp quá anh chị. Phía trước có một cái hang đá luôn. Này cái ngã ba. Chúng ta sẽ vào phải. Đẹp. Hôm nay dường như là trời có gió nè. Mấy cái đèn ngôi sao anh chị thấy người ta treo nó lung lăng, lụng lặng.
đây vào cái hang đá, chắc có lẽ là cái hang đá đẹp nhất của xóm đảo Sóc Chiếu. Dạ không, không em đứng em coi. Qua đi, ủa? Không sao, không sao. Không sao, không sao, con coi cái này một tí con đi à. Không có qua. Đây chụp hình lễ tốt nghiệp hay thạc sĩ gì đó. Vui quá anh chị. Chụp tới phi lần đó. Anh đi đâu chụp hình chơi. Một chút cái không khí như vậy thôi anh chị, để cô bác anh chị cập nhật tình hình của xóm đảo Sóc Chiếu trong cái mùa Giáng sinh năm nay. Năm nay thì đây là lần đầu tiên em quay về xóm đảo Sóc Chiếu và cũng có thể là lần cuối luôn, bởi vì những cái ngày sắp tới nào là tập hát canh thức, rồi đêm 24 là bắt đầu chúng ta tổ chức thánh lễ canh thức, rồi 25 đây là coi như cũng hết Noel luôn rồi. Cho nên là cái clip này em muốn một công đôi chuyện như vậy để chúng ta cập nhật một vài cái hình ảnh và cái không khí của Giáng sinh cũng như là cái ngày cuối tuần ăn ốc. Đây có mấy quán ăn có vẻ cũng hấp dẫn, thấy rất là nhiều bạn ăn, nhiều bạn trẻ ngồi. Ở Sài Gòn mình thì không phải là tất cả, nhưng mà đôi khi thường quán mà đông thì nó sẽ có cái gì đó nó đặc biệt, nó đặc biệt. Ví dụ như là ngon đó. Hay là có bà chủ chửi quá trời chửi luôn. Có quán bún chửi đó anh chị. Rồi em bây giờ sẽ đi qua bên kia. Em đi qua bên kia. Đây là Sóc Chiếu, ở bên trái thì anh chị sẽ đi về Tôn Thất Thuyết, bên phải thì anh chị sẽ đi ra đường Trịnh Minh Thuế, Nguyễn Tất Thành. Bên này đông còn ác hơn bên kia nữa. Bên kia là khu xóm của nhà thờ, có đôi khi thì người ta cũng không có bày bán nhộn nhịp bằng bên này. Nhưng mà bù lại bên này lại có cái văn đèn khá là đẹp. Ôi kẹt xe luôn anh chị ha. Bây giờ em đi hết đường, tìm đường ra Tôn Đại, không biết có kịp về phố ốc Vĩnh Khánh hay không đây anh chị. Rồi rồi, sao kẹt xe đông quá vậy. Đây là bún riêu khu ốc. Không đi được luôn á anh chị.
kẹt dữ quá. Cũng đều chùa ốc thôi. Ăn uống về đêm đó là một trong những cái thói quen của người dân Sài Gòn mình ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ cô bác anh chị đi các cái tỉnh khác cũng như vậy thôi. Đêm người ta đi ăn uống nhiều, ví dụ như Phan Thiết ở quê em cũng vậy, bây giờ ăn uống nhiều lắm. Rồi bây giờ em chạy ra con đường Đoàn Văn Bơ thưa cô bác anh chị, con hẻm này chạy như thế nào cho nó nhanh đây. Chắc là không kịp để qua phố ốc Bình Khánh rồi. Các clip nó sẽ quá dài. Đây là hẻm 132 của Đoàn Văn Bơ. Cô làm như mưa á anh chị. Chắc không phải. Chắc là do nước thì nó xịt. Trong này thì em sẽ chạy nhanh một chút để nhanh ra con đường Đoàn Văn Bơ. Nên anh chị thấy trong hẻm người ta cũng bán quán rồi ăn uống này kia ha, nhiều. Hẻm này, ốc này. Trong hẻm người ta cũng bán ốc rồi luôn. Ngon lành. Phía trước hình như là đường Đoàn Văn Bơ rồi thưa anh chị. Chúng ta quẹo trái, chắc là đi ra Tôn Đản. Đây, đường Đoàn Văn Bơ. Mời cô bác anh chị đi về ngã tư đường Đoàn Văn Bơ và Tôn Đản. Này dũng phá lấu. Phá lấu. Đông đúc và nhộn nhịp. Tối nay mời cô bác anh chị đi một vòng khu vực quận tư, thấy bà con mình vui chơi cuối tuần đông quá, hang hồng. Đây là đường Tôn Đản nên chị em sẽ quẹo trái một cái về con đường Bình Khánh, phố ốc. Đây con đường Bình Khánh đây rồi.
mời cô bác anh chị lang thang phố Úc về đêm. Đây là cái phố có lẽ là bán ốc rồi các món nhậu rồi đông đúc bậc nhất của quận Tư, nó thành cái phố ẩm thực rồi mà. Ốc ti 20 ngàn. Ốc mà 20 ngàn rẻ quá anh chị. Quan trọng là không biết trong cái dĩa ốc nó 20 ngàn đó nó bao nhiêu con thôi. Ốc bụi. Hết phố ốc Vĩnh Khánh này thì em xin tạm dừng các clip của mình. Sáng ngày mai có trận chung kết thì bạn chị giữa Argentina và Pháp. Mùa trước là Pháp rồi. Mùa này không biết là có một sự dự đoán nào hay không về Argentina. Em thì đang thiên về Argentina. Và năm nay cũng có thể là cái mùa cuối của Messi. Rồi thì một vài cái thông tin đá banh cho vui. Mời cô bác anh chị tiếp tục dạo phố trên con đường Vĩnh Khánh này. Và sẽ kết thúc cái clip ở ngay cuối đường Vĩnh Khánh giao với Hoàng Diệu. Ốc tướng đồ quá trời. Từ ngày 20 tháng 11 là cấm xe hơi lưu thông trên con đường này luôn. Ốc, mấy quán ốc vắng quá trời. Ốc oanh. Ốc oanh này, có ốc oanh đông. Rồi và đây là cuối con đường. Em xin tạm dừng các clip của mình. Một chút không khí phố ốc Vĩnh Khánh. Cũng tùy quán thôi, quán đông, quán thưa. Ốc loan này đông nè, ốc loan bên trái của em đông nè. Tây cũng nhiều nữa. Kính chúc cô bác, anh chị và các bạn luôn bình an, thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác, anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Bên trái anh chị quẹo về Khánh Hội, bên phải về Hoàng Diệu. Xin lỗi anh chị, bên phải về đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế. Và đây là con đường Hoàng Diệu.